Không biết nguyên nhân nào mà đa số giới ca nhạc sĩ trước 1975 đa phần đều có số khổ hoặc qua đời sớm. Ba cái tên tôi muốn đề cập sau đây có người chưa qua 60, thậm chí vừa bước qua tuổi 30. Họ ra đi khi những giai điệu vẫn còn ngân vang. Hãy cùng tôi tìm hiểu những cái tên này là ai. 1. Anh Việt Thu. Nhạc sĩ Anh Việt Thu với những sáng tác của mình có thể được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhạc sĩ miền Nam trước năm 1975. Những ca khúc của ông như Dòng An Giang chính là một bức tranh sống động về cuộc sống, về con người và cảnh vật miền Tây. Nhưng tiếc thay, có lẽ chữ Anh trong tên Lót đã không cho ông cuộc sống hạnh phúc như nhạc sĩ Anh bằng cùng thời, mà trái lại, ông đã phải chịu bi kịch mất trẻ. Sinh ra tại vùng đất Cơ Bè Trù Phú, Huỳnh Hữu Kim Sang đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. Cái tên Anh Việt Thu, theo lời người bạn thân Vũ Anh Sương, là vì nam nhạc sĩ muốn nhắc nhở rằng mình là anh trai và có trách nhiệm chăm sóc người em tên Việt Thu luôn mang bệnh tật triền miên. Với tâm hồn lãng mạn và ngòi bút tài hoa, Anh Việt Thu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc với những ca khúc bất hủ như Đa Tạ, Người Ngoài Phố, Tám Điệp Khúc. Ít ai biết rằng, nhạc sĩ tài hoa này từng có thời gian giảng dạy tại trường Nam ở Tây Ninh vào những năm 1960. Chính ông là người tiên phong trong việc đưa âm nhạc vào nhà trường, gieo những hạt giống âm nhạc đầu tiên vào tâm hồn của thế hệ trẻ. Nhờ vậy, nhiều thế hệ học trò đã có cơ hội được học hát, được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, người thầy tên Anh Việt Thu vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và yêu đời. Ông không ngần ngại bán chiếc radio 3 Ben để trả tiền thuê nhà dù tiếc hùi hụi, nhưng ông vẫn phân biệt được nặng nhẹ và có suy nghĩ rất thoáng. Hình ảnh người thầy với cây đàn guitar, cùng học trò rong ruổi khắp nơi đã trở thành một biểu tượng của sự tự do và tư tưởng cởi mở. Tuy nhiên, trời thường ghen tị với người tài. Dù còn trẻ nhưng ông đã bị căn bệnh ung thư dày vò. Trong những ngày tháng cuối đời khi bệnh tật hành hạ, nhạc sĩ Anh Việt Thu vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Ông mơ về một căn nhà nhỏ bên dòng sông, nơi ông có thể ngắm nhìn dòng nước chảy, như hồi còn thơ ấu ở An Hữu. Ước mơ giản dị ấy đã trở thành niềm an ủi lớn lao cho ông trong những giờ phút cuối cùng. Thiên Hà, người bạn thân thiết của Anh Việt Thu đã luôn ở bên cạnh chăm sóc ông trong những ngày tháng khó khăn. Khi Anh Việt Thu khao khát được nhìn thấy những bông hoa nắng, Thiên Hà đã không ngần ngại hái một đóa mẫu đơn để an ủi bạn mình. Tình bạn chân thành giữa hai người đã sưởi ấm những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Phòng văn nghệ thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị từng là nơi quy tụ nhiều tài năng. Ở đó, Anh Việt Thu đã có những năm tháng làm việc thật sự hạnh phúc. Thế nhưng, số phận đã không cho ông nhiều thời gian để cống hiến. Những tưởng ông sẽ chống chọi lại thành công bệnh ung thư quái ác ấy, nhưng cuối cùng ông vẫn ra đi khi mới ngoài 30 tuổi. 2. Minh Kỳ. Lịch sử âm nhạc Việt Nam đã ghi dấu những tài năng âm nhạc đã sớm ra đi trước khi họ kịp chạm tới tuổi 60, thậm chí có người chỉ vừa bước qua ngưỡng 30. Trong số đó, nhạc sĩ Minh Kỳ đã ra đi ở tuổi 38, để lại di sản âm nhạc đáng trân quý. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Ông mang dòng máu hoàng tộc, cháu đời thứ 6 của vua Minh Mạng với gốc gác từ Huế nhưng sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa. Từ nhỏ, Minh Kỳ đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt khi bắt đầu học nhạc ở tuổi 14 tại trường Gazelin ở Quy Nhơn. Sau đó, ông còn được gửi đi du học tại trường Bách Khoa Paris, minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào con đường nghệ thuật của ông. Các khúc đầu tay Chi Hằng, viết năm 1949 đã đánh dấu khởi đầu sự nghiệp sáng tác của Minh Kỳ với phong cách nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Năm 1957, Minh Kỳ chọn định cư tại Sài Gòn, nơi sự nghiệp âm nhạc của ông nở rộ khi ông kết hợp cùng Lê Dinh và Anh Bằng để thành lập nhóm Lê Minh Bằng Huyền Thoại. Nhóm đã cho ra đời các tác phẩm bất hủ như Đêm Nguyện Cầu, đồng thời mở lớp dạy nhạc và làm việc với hãng đĩa Sóng Nhạc để đào tạo thế hệ ca sĩ mới. Bên cạnh đó, Minh Kỳ còn đảm nhiệm vai trò trong cảnh sát quốc gia với chức vụ cuối cùng là đại úy. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Minh Kỳ đã đi học tập cải tạo. Tuy nhiên, câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Giữa đêm khuya tĩnh lặng ngày 31 tháng 8 năm 1975, một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình của trại cải tạo. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ba người, trong đó có nhạc sĩ Minh Kỳ. Sự ra đi đột ngột của ông để lại khoảng trống vô cùng lớn trong lòng gia đình, đặc biệt là người vợ và chính người con thơ dạy. Trong những ngày tháng hỗn loạn sau chiến tranh,
thi hài của ông được an táng vội vã trong một ngôi mộ đơn sơ. Chỉ có một tấm bia gỗ sơn đỏ khắc dòng chữ Vĩnh Mỹ như một lời nhắc nhở về một tài năng âm nhạc đã vĩnh viễn ra đi. 3. Y Vân, đúng 60. Nhạc sĩ Y Vân là một trong số những người bị bài hát vận vào người. Ông ra đi đúng 60 tuổi, như bài hát nổi tiếng 60 năm cuộc đời của mình. Sinh năm 1933 và mất vào năm 1992, Y Vân đã tạo nên một trong những ca khúc xúc động nhất viết về tình mẹ. Mở đầu bằng lời ca bất hủ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Lòng mẹ đã trở nên quen thuộc với hầu hết người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nhiều về nhạc sĩ Y Vân, đặc biệt là với công chúng phía Bắc, dù âm nhạc của ông đã ghi dấu sâu đậm trong đời sống văn hóa Việt Nam. Trần Tấn Hậu hay còn được biết đến với người danh Y Vân sinh ra tại Hà Nội nhưng mang trong mình dòng máu Thanh Hóa. Tuổi thơ của ông gắn liền với những khó khăn khi sớm mồ côi cha, cả gia đình phải nương náu trong một căn lều nhỏ, siêu vẹo ở ngõ chợ Khâm Thiên. Là con cả, ông Hậu sớm nhận thức được trách nhiệm giúp đỡ mẹ nuôi các em. Sài Gòn năm 1954 đón nhận Y Vân với bao nỗi niềm trăn trở. Ông rời xa Hà Nội, rời xa những kỷ niệm đau buồn của mối tình đầu tan vỡ. Ở thành phố mới, ông vẫn miệt mài với cây đàn, với những giai điệu sâu lắng. Rồi sau này mối tình đầu tan vỡ như một vết sẹo sâu trong lòng, khiến ông không thể mở lòng với bất kỳ ai. Cho đến khi gặp Như Hường, cuộc đời ông mới có những thay đổi. Tuy nhiên trái ngang thay Trần Minh Lâm, em họ của Như Hường đã bị cuốn hút bởi tài năng và vẻ ngoài hiền lành của Y Vân ngay từ lần gặp đầu tiên. Tình cảm ấy âm thầm lớn lên trong lòng cô gái trẻ, trở thành một bí mật mà cô luôn giấu kín. Dù biết rằng Y Vân đã có vợ, nhưng trái tim Minh Lâm vẫn không thể nào nguôi ngoai. Tình yêu đơn phương ấy cứ thế âm ỉ cháy trong lòng cô. Nhưng không ai ngờ, Như Hường, người vợ hiền hậu của Y Vân, luôn quan sát và thấu hiểu những diễn biến trong lòng em gái. Bà nhận ra tình cảm sâu đậm mà Minh Lâm dành cho chồng mình. Dù lòng đau nhói, nhưng vì tình yêu thương dành cho em gái và muốn cả hai được hạnh phúc, Như Hường đã đưa ra một quyết định đầy hy sinh, nhường chồng cho em gái. Câu chuyện tình yêu đặc biệt của Y Vân, Như Hường và Minh Lâm đã gây xôn xao dư luận Sài Gòn những năm 1970. Nhiều người không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, cho rằng đó là điều đi ngược lại đạo lý. Trước sự kiện đặc biệt của gia đình, dư luận xôn xao bàn tán về Y Vân. Nhiều người cho rằng những ca từ đầy tâm trạng trong các sáng tác của ông Như Thúy đã đi rồi hay cớ sao buồn vậy Kim, là bằng chứng cho thấy ông là người đa tình, đa cảm. Những lời đồn đại càng trở nên rầm rộ, khiến Y Vân và gia đình không ít lần phải đối mặt với những lời ra tiếng vào. Để bảo vệ danh dự của chồng, Minh Lâm đã lên tiếng đính chính những tin đồn thất thiệt. Bà khẳng định rằng những ca khúc của Y Vân chỉ đơn thuần là những sáng tác dựa trên những câu chuyện tình yêu mà ông nghe được, chứ không phải là những trải nghiệm cá nhân. Bà hiểu rõ chồng mình hơn ai hết, và bà biết rằng Y Vân là một người đàn ông chân thành và chung thủy. Năm 1992, nhạc sĩ Y Vân ra đi ở tuổi 60, đúng như lời dự báo trong ca khúc 60 năm định mệnh mà ông sáng tác từ thuở thanh xuân. Thật trùng hợp, ca sĩ Hùng Cường, người đầu tiên thể hiện ca khúc này, cũng ra đi ở tuổi 60. Nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp đến kỳ lạ này, cho rằng đó là một điềm báo, một sự sắp đặt của số phận. Nếu cũng yêu thích và tiếc nuối cho ba nam nhạc sĩ trên, hãy nhấn like, share và bình luận cho kênh biết nhé. Xin chân thành cảm ơn.